phát hiện tờ tiền đang thả trôi trên sông. Người đàn ông vội đăng đàn cảnh báo. Thấy cái này là đừng lụm nha mọi người. Sáng sớm đi ra ghe là thấy rồi. Vừa sao lá bùa nữa không? Cái này trên mạng thấy nhiều lắm. Mới đây một người đàn ông trong lúc đang chèo ghe trên sông đã vô tình phát hiện một tờ tiền đang trôi dạt theo mép bờ. Ban đầu người đàn ông này cứ tưởng đó là một tờ tiền mà ai đánh rơi nên đã chèo ghe lại xem thử. Thế nhưng đến khi tới gần, thanh niên bỗng xanh mặt khi phát hiện ra điều bất thường. Cụ thể dưới mép sông là một tờ tiền có mệnh giá 2.000 đồng. Tuy nhiên tờ tiền này không phải bị ai vô tình đánh rơi mà nó được bọc cẩn thận trong một túi zip nhỏ. Và điều đặc biệt hơn nữa là bên trong túi zip đó còn có thêm một tờ giấy được gấp gọn kẹp phía sau tờ tiền. Theo như người đàn ông cho biết, đây là một hình thức yểm bùa đã được ai đó cố tình thả trên sông. Nếu như chẳng may ai không biết hoặc vô tình nhặt lên sẽ rước những điều không may về cho chính bản thân mình. Đoạn video cảnh báo ngay sau khi được người đàn ông đăng tải đã nhanh chóng nhận về hàng triệu lượt view và hàng ngàn lượt bình luận. Không ít người khi thấy đã vào xả xui cực mạnh. Tuy nhiên bên cạnh đó nhiều người không tin vào tâm linh thì cũng cho rằng chẳng có bùa chú gì ở đây cả và vẫn cứ nhặt nếu bắt gặp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.